Vâng, xin chào tất cả anh em ở mọi miền Tổ quốc. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em những sản phẩm và thiết bị kết nối để tăng cường âm thanh, để chuẩn mực âm thanh nó đạt mức tốt nhất cho anh em, không bị ao hụt. Là những sản phẩm dây dẫn có chất lượng tốt và những dây dẫn xịn đến từ những hãng cao cấp. Rồi xin mời anh em đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những video bên em. Và anh em mua hàng cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại phía trên màn hình. Rồi xin mời anh em. Rồi đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh em những dòng dây tầm tiền cho anh em nào mới chơi. Đây là dòng dây Monster M2.2S, là dòng dây bãi nha anh em, của Mỹ, Monster Mỹ. Mỗi vé là 2,5 m cho anh em. Đợt vừa rồi là cách đây 2 bữa là hàng bên em là hết hàng luôn. Giờ là có được 5 bộ cho anh em, đó là giá 1,5 triệu cho một bộ cho anh em nha. Giá đã bao ship cho anh em. 1,5 triệu một bộ. Dòng là dòng M2.2SHC. Thì dòng này thì giá 2,7 triệu, em chỉ còn 3 bộ. Ngày kia thì em về được 5 bộ, giờ hai bác lấy rồi, giờ còn 3 bộ thôi. 2,7 triệu là kiểm theo rack kết nối cho anh em nha. Và những dòng dây AV rất là chất lượng, được anh em tin dùng. Và bên em cũng đang dùng những sản phẩm như thế này để mà test đồ, nói chung là rất là hay. Tầm với giá 1,2 triệu thôi. Dòng này dòng dây Hà Lan nha anh em, đầu là đầu của Mỹ, của RC. Vàng thiệt 24K nha anh em, chứ không phải vàng bằng đồng đâu. Đặc biệt dòng này nó kém rất là êm, nó không gây ra trầy hay là tróc những cái rất kết nối của những cái âm ly cao cấp nha. Anh em kém rất là êm, nhị rất là nhẹ nhàng. 1,2 triệu một bộ nha anh em. Chỉ có 4 bộ thôi, không có nhiều. Dòng này hàng không có nhiều cho anh em. Mà dây này được anh em đánh giá Chưa ai chê là lúc nào hết. Tại vì em test đồ em biết mà, rất là hay, giá 1,2 triệu. Dòng dây là dòng Monster, về được 5 bộ nha anh em. Monster mà thiên về bass này, rất là nặng bass. Ba dải rất là ok, rất là hay. Nhưng mà nó thiên về bass nha. Anh em nào dùng làm cái dàn âm thanh anh nào mà thiếu bass, nó con này nó cho ra bass rất là nặng. Tại vì hãng sản xuất đã ghi rõ trên này, đó là sâu lâu, nó là thiên về bass. Giá là 1,3 triệu cho anh em, hơi đắt hơn 100 ngàn do so với đợt trước, tại vì đợt này không có hàng, nhập đắt hơn 1,3 triệu nha anh em. Này anh em thấy không, rất là đẹp luôn, vàng thiệt, nhìn rất là đã. Rồi tiếp theo là một bộ ba lăng đến từ Mỹ, Only Not Dog. Một bộ duy nhất nha anh em, anh nào nhanh tay thì sở hữu nha. Còn rất là đẹp, 95% hàng đã qua trường sử dụng. Giá là 9 triệu nha anh em, giá 9 triệu. Rồi tiếp theo là dòng dây Aquafy cao cấp mà Việt Nam mình chưa ai có đâu. Hàng này là hàng ship từ Nhật về, đâu giá mạng nha. Em về được một bộ ba lăng này, một bộ AV, một bộ dây loa, là dòng Om Plus 2 của Aquafy. Dây loa là giá 12 triệu, còn dây AV này là giá 7 triệu, còn dây ba lăng là giá 6,5 triệu nha anh em. Nhanh tay sở hữu nha, không có đâu nha, Việt Nam mình rất là hiếm. Việt Nam mình chỉ có những dòng mà 40 năm kỷ niệm 40 năm TH, hàng đều rất là nhiều. Còn dây này là dây xịn nha, chưa có nhái đâu, nên em xài yên tâm. Và những sản phẩm này chưa có ở Việt Nam luôn, Việt Nam chưa có luôn nha. Và đây nè, đây là sản phẩm Việt Nam chưa có luôn nha nè. Dòng Tararat D2. Một bộ nó, em ship một bộ về, gồm là một bộ AV và một bộ dây loa. Dây loa là giá 15 triệu, còn dây AV là giá 6 triệu nha nè. Là dòng của Mỹ nha, Tararat D2. Những dòng này cho tiếng ra cực kỳ hay, và tất cả các rack của nó được in dập của hãng, tên hãng luôn nha. Đó là hàng xịn nha anh em, dập tên luôn, chìm luôn. Giá là một bộ như thế này là 21 triệu, anh em lấy lý là AV 6 triệu, còn dây loa 15 triệu nha anh em. Và đây là dòng dây Khama của Hà Lan, là hãng cực kỳ lớn. Dòng hãng này người ta chuyên sản xuất loa, nhưng loa tiền tỷ. Khama của Hà Lan, dây AV đây nè, thấy những dòng hãng người ta sản xuất không? Cái dây cộng của nó to bằng cái cổ tay trái im nha nè. Dây AV là giá 6,5 triệu nha nè. Đấy, 6,5 triệu. Còn dây loa là giá 11,500. Giá 11,500. Những cái dòng này thì khỏi phải bàn rồi. Rồi, tiếp theo là một dòng dây Sontech công nghệ G7 của dòng Hà Lan đó, Sontech.
đặc biệt đợt này về là có một cái hộp, có hộp luôn, rất là đẹp luôn. Bộ này là giá 10 triệu nha anh em, công nghệ G7 tích hợp bạc với vàng, công nghệ bạc vàng nha. Anh em là chơi toàn giải hay là tăng noi vân vân, âm đi đèn thì đừng nên bỏ qua những dòng như thế này. Giá là 10 triệu nha. Này, là một dòng dây Syntax vương miện nữa, dòng dây là dây ba lăng thôi. Đấy, anh em thấy phê không? Đấy. Bên em phân phối những dòng dây xịn chính hãng cho anh em và những dòng dây cao cấp như thế này. Đây là dòng dây Syntax ba lăng vương miện. Bộ này là giá 18 triệu 500 nha anh em, 18 triệu 500. Ba lăng 18 triệu 500, có hộp luôn cho anh em, đầy đủ giấy tờ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác nha ở video kế tiếp. Thì anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp.